tối nghệ sĩ ông Tú nửa khuya đi vô kiếm tàu hỏi thăm sức khỏe bị con gạo. Thấy không? Gạo rửa đó hả? Thấy không? Thấy vô. Chặt quá không? Thấy vô, còn có vô. Đi theo tụi con mấy ngày rồi tiêu rồi. Má mỗi chỗ một cây hay gì vậy má? Má đâu? Mỗi chỗ một cây hay mỗi chỗ mấy chỗ cây của con này đâu? Chỗ cây của con. Thâu lại cắm giùm em. Kim Loan với lại siêu mẫu của bạn á. Sương ơi Sương. Dạ má. Ra cho má, 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 dạ, nghe, má nghe. Lâu quá nha. Dạ, lâu quá em cũng mới được dẫn xuống đây em cúng. Đi chơi má đi. Dạ. Con gái giờ đang nằm bệnh viện nào vậy con gái? Dạ má, ở bên Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi, con nhớ số phòng không con? Dạ tôi đang bị cấp cứu, con mới vô con ra đó. Ủa ai vậy? Con vô con thăm xíu. Ai vậy? 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 Ai vậ
Rồi cứ về tự nhiên đi. Con xin phép con đi luôn nha cậu. Dạ. Má, có gì lát con xin phép con đi luôn nha má. Rồi, má cảm ơn con nói gì má. Nè về má kính lời thăm ba má con nha. Thôi cô. Đi luôn nha má. Dạ, chị đi. Anh ra quyền đậu xe. Chị đi bé ra quyền. Con chào chút xíu thôi nghe. Dạ. Con đưa đi đưa lòng chim cho mẹ, mẹ lên mẹ. Mẹ cho mẹ. Dạ, anh đang mang gọi với em đi. Anh hãy trả cho con. À. Ở trước cửa đó. Thank you.
làm gì mà cô qua nha, chị sẽ hỏi chịu qua nha. Chịu gì con? Hả? Hiểu đâu những chơi. Hiểu đó. Sợ luôn cả. Thằng nào cũng chết con ca hát rồi chứ. Ha mẹ. Ờ à, các em. Có thì nghe để dùng cái bụng nó sách đi.
Dạ con. Ừ.